Chào các em học sinh lớp 8. Trong video hôm nay, thầy hướng dẫn các em giải đề thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 8 sách kết nối tri thức. Đề số 1. Nội dung đề thi gồm có 2 phần. Phần 1 trắc nghiệm gồm có 8 câu, 4 điểm. Phần số 2 tự luận gồm có 4 câu, 6 điểm. Phần số 1 trắc nghiệm câu 1. Kết quả của phép chia 10x mũ 2 y mũ 4 chia cho 5x mũ 2 y. Thì chúng ta lấy hệ số chia nhau trước là lấy 10 chia 5 còn 2 nè. 10 chia 5 còn 2. Rồi x mũ 2 chia x mũ 2 là bằng 1. Khỏi ghi. Y mũ 4 chia y bằng mấy đây? Là bằng mấy? Y mũ 4 mà chia y là còn y mũ 3. Kết quả là 2y mũ 3. Vậy câu 1 chọn đáp án là D. Câu số 2. Kết quả của phép tính 3x cộng 2y nhân 3y cộng 2x. Thì chúng ta thực hiện phép nhân đa thức với đa thức bằng gì đây? Lấy 3x nhân cho 3y là bằng mấy? 3 nhân 3 bằng 9. X nhân y là xy. Rồi lấy 3x nhân với 2x, 3 nhân 2 bằng 6. X nhân x là bằng x mũ 2. Vậy 6x mũ 2. Rồi tiếp tục chúng ta lấy 2y nhân cho 3y. 2 nhân 3 bằng 6 cộng 6 nè. Y nhân y là bằng y mũ 2. Và là 6y mũ 2. Rồi lấy 2y nhân cho 2x. Vậy 2 nhân 2 là 4. Y nhân x là bằng xy. Vậy thì chúng ta thu gọn lại được là 6x bình nè. 9xy cộng cho 4xy là 9 cộng 4 bằng 13. Vậy là 13xy. Chúng ta lấy 9 cộng cho 4, sau đó gán xy vào là xong. Bởi vì hai cái đơn thức này đồng dạng với nhau rồi. Rồi thêm cộng cho 6y bình nữa. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Câu 2 chọn D. Còn một cách nữa thì nếu mà các em làm trắc nghiệm á, thì chúng ta sẽ làm cách nhanh hơn, chúng ta sẽ dùng máy tính. Em cho x bằng 2, y bằng 3 vào. Chúng ta bấm. Sao bấm kết quả mà đúng là ok. Kiểm tra cho nè. Đây. Chúng ta mở ngoặc ra là 3x cộng cho 2y. Alpha y nha. Đóng ngoặc lại nè. Sau đó nhân cho 3 alpha y cộng cho 2x. Sau đó nhấn C là C. Cho x bằng 2 đi. Y bằng 3 nha. Nhớ cho x bằng 2 y bằng 3. Cho bằng x bằng 1 y bằng 2 cũng được. Nhưng mà cho là phải nhớ. X bằng 2 y bằng 3. Để mình thế vào cho nó đúng với đáp án. Kết quả nó ra là 156. Rồi kiểm tra thử D thế nha. Là 6x bình nè. Cộng cho 13. X alpha y cộng cho 6. Alpha y bình phương. Sau đó mình can vào nè. C là C. Mình thay đúng giá trị nha. Thay đúng x bằng 2. Y bằng 3. 156 ok chưa? Đó là làm theo máy tính. Rồi. Cách nào nhanh hơn thì chúng ta làm. Trắc nghiệm mà. Còn câu 1 cũng làm máy tính được luôn. Cứ nhập vào máy tính được can x bằng mấy cũng được. X bằng 1, y bằng 2, x bằng 2, y bằng 3 cho xong cũng được. Cho sau mà nhớ để mình thay vào đáp án chứ không mà cho một đường mà thế vào đáp án một nẻo là nó sai á. Câu số 3. Kết quả phân tích đa thức 2x trừ 1 trừ x bình thành nhân tử. Rồi này phân tích ra thôi. Đây. Chúng ta có là 2x trừ cho 1 trừ x bình này. Bởi vì hàng đẳng thức của mình là a bình cộng 2 lần AB cộng B bình, đúng không? Là bằng A cộng B tất cả bình phương. Rồi A bình trừ 2 lần AB cộng B bình là bằng A trừ B tất cả bình phương, đúng không? Tất cả các phía trước này là có dấu cộng này, không? Dấu cộng đây, dấu cộng này, cuối cùng là có dấu cộng rồi. Do đó thì chúng ta lưu ý chúng ta sẽ đạt dấu trừ ra ngoài. Thì còn gì? X bình phương trừ 2X cộng 1 nhân vô này, trừ X bình cộng 2X trừ 1, đúng chưa? Cái này rất là dễ rồi, cái này chính là hạng thức gì? X trừ 1 tất cả bình phương. Thêm trừ trước là xong. Cái này chính là bằng gì? Nó chính là X bình trừ 2 nhân X nhân 1 cộng 1 bình.
A bình trừ 2 lần AB cộng A bình thì bằng A trừ B, tôi có đơn phương A chính là x cộng B chính là 1. Hiểu vấn đề chưa? Và kết quả nó sẽ là trừ mở ngoặc ra x trừ 1 tất cả bình phương. Đáp án đúng sẽ là đáp án B, câu 3 chọn B. Ok chưa? Câu 4. Cái này cũng dùng máy tính được luôn. Ấn cho x bằng mấy đó cho. Rồi sau đó bấm máy tính thay vào kết quả là xong. Nó trùng với kết quả mình bấm chỗ này là đúng thôi. Rồi, câu 4, tứ giác ABCD có góc A bằng 50 độ này. Góc B bằng 120 độ, góc C bằng 120 độ. Số đo góc D bao nhiêu? Thì trong một tứ giác thì chúng ta nhớ là giả sử tứ giác này. Giả sử có tứ giác này đúng không? Tứ giác ABCD đi, ABCD. Thôi đại đi chứ, phải đại đi. Thì chúng ta có là A góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D là luôn bằng 360 độ. Tổng số đo bốn góc của tứ giác là bằng 360 độ, còn tổng số đo ba góc của tam giác là bằng 180 độ. Cái này nhớ chưa? Vậy góc D bằng như đây, góc D sẽ bằng 360 độ trừ đi tổng ba góc này, trừ đi tổng là 50 độ này, trừ góc A cộng góc B cộng C. 50 độ cộng 120 cộng 120 rồi bấm máy là xong. 360 trừ cho tổng 50 cộng cho 120 mà 2 lần thì 120 nhân 2 đi cho nó nhanh. 70 độ. Và góc D nó có số đo là 70 độ nha. Chọn đáp án là C. Rồi câu số 5. Giá trị của biểu thức 2x bình phương y mũ 2025 tại x bằng -2, y bằng -1 bằng bao nhiêu? Rồi mình thay vào thôi. Là x bằng -2 phải không? Thay vào được là gì đây? 2 nhân cho -2 tất cả bình phương. Rồi nhân tiếp cho cái này là -1 mũ 2025. Thì cái này em phải nhớ cái thầy là -1 mũ n này. Nếu n mà chẵn á thì kết quả là mấy? Là 1. Chẳng hạn như n bằng 2026 kết quả là 1 này. Còn nếu n mà lẻ đó, chẳng hạn như n bằng 2027 đi, kết quả sẽ ra là -1. Ok chưa? Kết quả là -1. Và đây thì -1 mũ 2025 là mũ lẻ chưa? Thì kết quả là -1. Và là sẽ là 2 nhân cho -2 tất cả mũ 2 là bằng mấy? 4. Rồi nhân cho -1 nữa là nó ra là -8. Vậy câu 5 chọn đáp án là B. Câu số 6. Biểu thức 101 bình phương -1 có giá trị bằng bao nhiêu? Thì cái này không lẽ chúng ta dùng hàng đẳng thức nó hơi lâu, đúng không? Không lẽ dùng hàng đẳng thức là 101 bình phương -1 là một bình phương, A bình trừ B bình là bằng 101 -1 nhân cho 101 cộng cho 1 thì nó ra là bao nhiêu? Còn 100 nè. Bằng 100 nhân cho 102 đúng không? Là bao nhiêu? Là 10.200. Đúng không? Nếu mà đề không cho xài máy tính thì bấm được thì tính tính tay được đúng không? Còn không thì lấy máy tính bấm cho nó nhanh. 101 bình phương này. -1 đúng bằng 10.200. Ok chưa? Rồi, đáp án đúng, đáp án D. Câu số 7. Hình thân căn là hình thân có gì? Hình thân căn là hình thân có hai cạnh bên bằng nhau. Đây hình thân căn đây. Thấy chưa? Thân căn đó. Hai cạnh bên bằng nhau chưa? Tất nhiên là hình thân thì nó có hai đáy song song với nhau rồi. Có hai cạnh đối song song với nhau này. AB song song với ai? Song song với CD. Và nó có gì nữa? Nó có hai cạnh bên bằng nhau là AD bằng BC thì chứng tỏ nó là hình thân căn. Đây chính là hình thân căn. Ok chưa? Vậy thì câu số 7 chọn đáp án là B. Câu trắc nghiệm cuối cùng là câu số 8. Cho hình bình hành ABCD góc A bằng 50 độ, góc B bằng bao nhiêu? Chúng ta vẽ hình bình hành ra. Lưu ý hình bình hành là hai góc đối bằng nhau nha. Hình bình hành là có hai góc đối bằng nhau ABCD. Đó. Góc A bằng 50 thì góc C cũng là 50. Mà hình bình hành thì nó người nhớ này, hai đường thẳng song song AB song song với nhau bị chén bởi đường thẳng thứ ba là đường C, tạo ra những cặp góc sau lê trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau và trong cùng phía bù nhau. Vậy thì góc này này, thấy không? Góc này này, góc này là bù nhau này. Bù nhau. Vậy thì góc A này bao nhiêu? A là vẽ vô lý quá nha. A thì chúng ta phải góc này đi.
A đây nha, A đây này, A đây này, A đây được chưa? Đây là B này, cho nó dễ này, đây là C và D, ok chưa? Thì góc A cộng góc B đúng bằng 180 độ chưa? Mà góc A là 50 độ thì góc B chắc chắn là 130 độ, hai này kề bù với nhau à? Hai cái này xin lỗi là hai cái này là trong cùng phía thì bù nhau, A với B bù nhau chưa? Tức là góc A cộng góc B thì bằng 180 độ. A góc A và góc B là hai góc bù nhau. Và góc B sẽ là bao nhiêu? 130 độ nè. Góc B bằng 130 độ. 180 trừ cho 50 còn 130. Mà góc B bằng góc D chưa? Vậy thì góc D cũng là hai góc này bằng nhau này nha. Góc D cũng là 130 độ luôn, góc B bằng 130. Vậy đáp án đúng là đáp án A, câu 8 chọn A. Phần số 2 là phần tự luận. Câu 1, thực hiện phép tính gồm có hai câu. Câu A là 7x bình nhân cho 2x mũ 3 cộng 3x mũ 5 bằng ở đây. Chúng ta thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức. Lấy đơn thức nhân với từng hạng tử của đa thức. Hạng tử ở đây là 2x mũ 3 và 7x mũ 5, còn đơn thức ở đây là 7x mũ 2. Và chúng ta lấy 7x mũ 2 này nhân cho 2x mũ 3 rồi cộng cho 7x mũ 2 nhân cho 3x mũ 5. Bạn này, 7 nhân 2 14, lấy hệ số nhân nhau, hai đơn thức nhân với nhau thì lấy hệ số nhân nhau, sau đó nhân các biến đồng dạng với nhau, các lũy thừa đồng dạng với nhau này. 7 nhân 2 ngoái đây. 7 nhân 2 14, x bình nhân x mũ 3 bằng nhiêu đây? Chúng ta có công thức là x mũ a nhân x mũ b thì hai lũy thừa cùng cơ số nhân với nhau thì giữ lại cơ số lấy mũ còn lại với nhau này, giữ cơ số lấy mũ còn lại với nhau, và thì giữ cơ số là x, lấy mũ là 2 cộng 3 là mũ 5, rồi 7 nhân 5 35, rồi giữ cơ số là x, lấy mũ còn lại với nhau là 2 cộng 5 là 7, và kết quả là 14x mũ 5 cộng 35x mũ 7. À, từ từ khoan khoan, nhầm rồi, chỗ này là 7 nhân 3 chứ không phải 7 nhân 5. Ồ sai rồi, 7 nhân 3 nha. Chỗ này là 7 nhân 3, 7 bình nhân cho 7 mũ 5 chứ không phải là 5. Chỗ này kết quả là hai mấy đây? 21. Và 14x mũ 5 cộng cho 7 nhân 3 là 21x mũ 7. Và kết quả là 14x mũ 5 cộng 21x mũ 7. Rồi câu B là x mũ 3 trừ x bình cộng x trừ 1 chia x trừ 1. Thì cái này chúng ta thấy bên trong này, chúng ta sẽ nhóm x mũ 3 với x bình, x với trừ 1 cùng nhóm rồi. Đây, x mũ 3 này thầy sẽ nhóm với x bình này, một nhóm. Rồi x trừ 1, x với trừ 1 cùng nhóm. Rồi tất cả này đem chia cho x trừ 1. Ok chưa? Thì bàn x mũ 3 với x bình thì mình chung chung là x bình. Còn lại là x mũ 3 chia x bình là còn x, trừ x bình chia cho x bình là còn trừ 1. Và cộng tiếp cho x trừ 1. Đó. Đóng ngoặc vuông lại. Sau đó chia cho x trừ 1. Bên trong là thấy chung chung x trừ 1 chưa? Đạt nhân tới chung ra. Đạt x trừ 1 ra. Thì còn gì? Đạt cả đích ra ngoài này là còn gì? Còn cái khoanh tròn là x bình này, đây là còn số 1 đúng không? Tức là nhân với 1 này. Và là còn x bình cộng cho 1. Bởi vì x trừ 1 nhân với 1 chính là bằng x trừ 1 thôi. Rồi chia cho gì? X trừ 1 thì nó mất được x trừ 1, kết quả là còn x bình cộng cho 1. Vậy là xong. Câu số 2. Tìm x biết x bình trừ 8x cộng 7 bằng 0. Câu này thì nó ghi là ta có x bình trừ 8x cộng 7 bằng 0, nên là chia làm 2 ra, chia làm 2 ra. X bình trừ 8x cộng 7 bằng 0. Đây thầy nhóp này, nhóp nha. Thầy nhóp này thầy có là B của nó là bằng trừ 8 là nghiệm
trừ b bằng trừ 8 chưa? Bởi vì cái này là bậc 2 mà ax bình cộng bx cộng c đây là phương trình bậc 2 này. B bằng trừ 8, còn a nhân c ở đây, a nhân c chính là 7 nhân 1 bằng 7 này. Vậy là sau đây, vậy thì trừ 8 này là bằng trừ 7 trừ 1 được đúng chưa? Trừ 7 trừ 1. Vậy thì chỗ này sẽ là 7 chính là bằng trừ 7 nhân trừ 1. Ok chưa? Đó, vậy thì tách tách gì? Tách trừ 8 thành gì? Thành trừ 7 trừ cho 1. Đó, vậy thôi. Và cái này sẽ là x bình phương trừ x trừ 7x trừ cộng cho 7. Đúng chưa? Cách tách trừ 8x thành trừ 7x trừ cho x. Sau đó nhóm lại nè. Nhóm x bình với ai? Với trừ x một nhóm nè. Cộng cho trừ 7x với cộng 7 một nhóm. Cái này là chung x ra ngoài, ở trong còn x trừ 1. Còn này là chung trừ 7 ra ngoài, ở trong còn x trừ 1. Chúng ta nhân vào kiểm tra. X bình trừ x trừ 7 cộng 7 đúng chưa? Ok chưa? Để tương đương đi. Tương đương hết. Rồi, tương đương. Và này chung gì? Chung x trừ 1 chưa? Chung gạch đít. Còn khoanh tròn là x với trừ 7. Nhân cho x trừ 7 bằng 0. Đây là phương trình tích. A nhân B bằng 0 thì tương đương với gì đây? A bằng 0 hoặc B bằng 0 là x trừ 1 bằng 0 hoặc x trừ 7 bằng 0. Tức là mình giải được là chuyển trừ 1 sang phải là x bằng 1. Chuyển trừ 7 sang phải là x bằng 7. Kết luận, vậy x bằng 1 hoặc x bằng 7. Rồi xong. Câu số 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Câu A này. Câu A là 3x bình cộng 6x. 3x bình là thấy với 6x là chung 3 chưa? Chung 3 này. Đặt 3 ra ngoài. Rồi x bình là x nhân x. Cái này có x là chung x chưa? Chung x. Rồi mở ngoặc ra. Tức là chung 3x. Chúng ta lấy 3x bình chia 3x là còn mấy? Còn x. Lấy cộng 6xy chia cho 3x là còn cộng 2y. Kết quả là 3x nhân x cộng 2y. Câu B là x bình trừ 2xy cộng 3x trừ 6y. Thầy sẽ nhóm là thấy chung này. X bình với trừ 2xy là chung x. Còn 3x với trừ 6y là chung 3. Vậy thầy nhóm x bình với 2 trừ 2xy này. Một nhóm này. Nhóm thứ hai là 3x với trừ 6y là nhóm thứ hai. Sau đó đạt chỗ này đạt gì ra ngoài đây? Đạt x ra ngoài. Lấy x bình chia x còn x. Lấy trừ 2xy chia x là còn trừ 2y. Còn chỗ này là chung 3, đạt 3 ra ngoài. Lấy 3x chia x còn 3x chia 3 còn x. Trừ 6y chia 3 là còn trừ 2y. Vậy thì chung gạch đít là chung x trừ 2y. Còn khoanh tròn là x cộng 3 nhân x cộng 3 nữa là xong. Đó, kết quả là x trừ 2 nhân x cộng 3. Câu C. X bình cộng 2x trừ x bình cộng 1 thì bằng. Đây là em thấy là nó có dạng là x bình cộng 2x cộng 1 là hàng đẳng thức rồi. Là x cộng 1 có đơn phương rồi. Thầy sẽ nhóm x bình cộng 2x cộng 1 một nhóm và trừ y bình đứng riêng ở đây. Thì nó bằng chỗ này chính là x bình cộng 2 nhân x nhân 1 cộng cho 1 bình. Đây chính là hàng đẳng thức x cộng 1 tất cả bình phương và trừ cho bình phương. Vậy là a bình trừ y bình chưa? A là x cộng 1, b là y. Vậy là bằng a trừ b nhân a cộng b là x cộng 1 nè. Trừ cho b là trừ cho y. Nhân cho a cộng b là x cộng 1 cộng cho y. Sau đó chúng ta bỏ ngoặc đi là còn x trừ y cộng 1. Chỗ này là x cộng y cộng 1. Rồi xong. Rồi câu cuối cùng là câu số 4. Cho tam giác ABC gọt P và Q lần lượt là trung điểm của AB và AC. Rồi chúng ta vẽ hình nè. Vẽ hình trước nha.
tam giác ABC, tam giác thường nha. Đề không nó vuông căng hai đều thì vẽ tam giác thường. Tam giác ABC này, P là trung điểm của AB, trung điểm AB chia cái đoạn làm đôi 3 đây, rồi quay là trung điểm của AC, C là 6. Rồi nối lại nha, đây đường trung bình rồi. Đây chính là phê nè, đây là quy. Phê trung điểm của AB cộng quy trung điểm của AC. Câu A chứng minh tứ câu A nó hỏi là tứ giác B bò B phở này. QC là hình gì? Tại sao? Thì rõ rồi, em thấy là BQ thì là trung điểm, B và Q là đường trung điểm AB và AC, thì đó BQ đường trung bình. BQ là đường trung bình tam giác ABC, thì đó BQ song song với BC. Mà tứ giác có một cặp cạnh song song với nhau thì là hình thang. Vậy tứ giác B bò B phở QC là hình thang. Rồi thầy xét tứ giác. Câu A này. Câu A là tứ giác B bò B phở QC là hình gì? Tại sao? Rồi thầy xét tứ giác B bò B phở QC có cái gì ghi ra? Có gì đây? Có P là trung điểm của trung điểm qua đây, qua B. P là trung điểm của AB. Có P trung điểm qua B. Lý do là giả thuyết. Rồi Q là trung điểm của AC. Cũng là giả thuyết. Suy ra BQ là đường trung bình. CDB quay là đường trung bình. CDB quay là đường trung bình của ai? Của tam giác ABC. Đúng chưa? Thì đây mình suy đây. Suy ra B quay đường trung bình thì song song với được cạnh đáy là B quay sẽ song song với ai? Song song với BC. Lý do là tính chất đường trung bình của tam giác. Tính chất đường trung bình của tam giác BQ đã song song với BC rồi thì tứ giác B bò B phải QC là hình thang. Suy ra tứ giác B bò B phải QC là hình thang. Rồi câu B. Câu B thì gọi A là điểm đối xứng, gọi A là điểm đối xứng của P qua Q. A đối xứng của P qua Q nha. Vậy là mình vẽ một cái đoạn thẳng bằng cái đoạn thẳng BQ đâu. Ba phích 2. Đây này.
Rồi, A là điểm đối xứng của P qua Q. Có nghĩa là chúng ta có cái đoạn là A gì đây? AQ nó sẽ bằng PQ. Đối xứng thì hai cái đoạn này bằng nhau. A đối xứng với P qua Q thì có nghĩa là QA sẽ bằng QB. Yêu cầu gì đây? Tứ giác AE, AE, CP là hình gì đúng không? Tại sao? Nối lại. Rồi câu B này. Câu B nó hỏi mình là tứ giác A E CP là hình gì? Vì sao? Rồi. Tứ giác chưa nói lại, nấu nấu phê với C nữa, nấu phê với C nữa. Rồi. Tứ giác là AECP hình gì? Tại sao? Thì em thấy tứ giác AEPC nó có gì đây? Có QA bằng QC chưa? Do Q là trung điểm của AC và thứ hai là có QP bằng QA, lý do là A là điểm đối xứng của ai, của P qua Q, mà tứ giác là có hai đường chéo khác nhau tại trung điểm O đường thì tứ giác là chính là hình bình hành rồi. Rồi chúng ta ghi là vì nè, vì vì Q là gì đây? Q là trung điểm của ai vậy? Q là trung điểm của AC đúng không? Rõ ràng nè. Vì Q là trung điểm của AC. Suy ra Q A sẽ bằng QC. Được chưa? Q A bằng QC. Thứ hai là vì A đối xứng với P qua Q. Vì A đối xứng với P qua Q. Suy ra vì A đối xứng với P qua Q, suy ra là QP bằng QA. QP sẽ bằng là QA. Sau đó mình sẽ xác xác tứ giác AECP có gì? Có QA thì bằng QC. Rồi là QB, QA bằng QC này, QB bằng QA. Tứ giác này có hai đường chéo khác nhau tại trung điểm O đường rồi. Do đó thì tứ giác này chính là hình bình hành. Suy ra tứ giác AECP là hình bình hành. Vì sao hình hành đây? Vì tứ giác có hai đường chéo khác nhau tại trung điểm O đường. Vì tứ giác AECP có hai đường chéo. Hai đường chéo chính là AC và PA đó, AC và PA này khác nhau tại Q này. Q chính là trung điểm của AC và PA. Có hai đường chéo khác nhau tại trung điểm mẫu đường. Khác nhau tại trung điểm mẫu đường. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.